Chào các bạn, video hôm nay thì mình lại tiếp tục giúp cho các bạn có thể tự tạo nên một bản newborn checklist phù hợp cho riêng bản thân của bạn. Và đây sẽ là tập cuối cùng của series này, đó là những đồ dùng cần thiết khác cho mẹ và bé. File Excel thì mình sẽ vẫn để dưới phần mô tả, bạn có thể tải về sử dụng hoặc là bạn có thể in ra nếu như các bạn cần. Mình đã canh chỉnh hết mọi thứ rồi và bạn yên tâm là nó sẽ vẫn hoàn toàn miễn phí cho các bạn. Những đồ dùng cần thiết khác cho bé thì đầu tiên mình sẽ nói đến những các loại móc. Thì có hai dạng móc, một dạng móc lẻ bình thường và một dạng móc chùm như thế này. Thì đối với móc lẻ mình nghĩ là các bạn nên mua tầm 20 cái. Và cái này á, thì mình mua của Inochi và mình thấy nó rất là ổn. Thì mình cũng sẽ recommend cho các bạn cái loại này của Inochi luôn. Một set này hình như là tầm 10 cái các bạn. Thì các bạn có thể mua tầm 2 set là tầm 20 cái móc lẻ như thế này. Còn đối với móc chùm này nè thì các bạn nên mua tầm 2 cái. Bạn nên mua cái loại móc chùm nào? Thật sự hồi ban đầu á, thì mình thấy có rất nhiều loại móc chùm nhưng mà mình quyết định mua cái này là tại vì như này các bạn, có những cái loại móc chùm nó chỉ có một cái móc treo này ở giữa thôi, thì đến khi mà nó treo mình cảm giác là nó sẽ không có được chắc chắn lắm á, cho nên là mình mua cái này thì nó có đến 3 cái loại treo, là một cái ở giữa nè, hai cái hai bên, và nó có thể xếp lại nó rất là gọn. Còn có những loại thì nó sẽ gập xuống, nhìn nó sẽ nói chung là nó hơi rối một chút xíu, còn cái này thì các bạn nhìn vô các bạn sẽ thấy nó gọn gàng hơn rất là nhiều. Và những cái loại kẹp ở dưới này là những cái loại kẹp nhựa thì mình sẽ dễ vệ sinh hơn những cái loại kẹp bằng inox. Những loại kẹp bằng inox thì mình thấy là dùng một khoảng thời gian nó sẽ bị rỉ sét, nhìn nó ghê lắm. Còn đối với móc nhựa này thì còn đối với những cái loại kẹp nhựa như thế này nè thì mình thấy nó dễ dàng vệ sinh hơn. Tuy nhiên là nếu như các bạn hỏi mình nó có bền hay không thì thật sự đến bây giờ mình mua từ lúc mà mình chưa sinh em bé đó, đến bây giờ thì mình vẫn dùng được như thế này. Còn nếu như mà nói nó quá bền thì mình nghĩ là không quá bền đâu, tại vì những cái loại nhựa như thế này thì dùng một khoảng thời gian thôi các bạn, và khi em bé còn nhỏ thì mới cần dùng như thế này, chứ nếu như em bé lớn hơn nhiều rồi thì mình nghĩ là cũng không cần dùng đến những cái loại móc chùm như thế này lâu dài đâu. Cho nên mình nghĩ cái loại này cũng rất là ổn và mình cũng sẽ recommend cho các bạn loại này. Loại này thì không có thương hiệu gì hết trơn á, mình chỉ thấy khi là móc chùm treo đồ em bé thôi. Và mình đặt cái này trên Shopee thì các bạn cần á, các bạn có thể xem trong file Excel của mình hoặc là dưới phần mô tả nha. Sản phẩm số 2 sẽ là những cái loại nhiệt kế, thì các bạn rất cần nên mua cái này nếu như các bạn đang chuẩn bị có con hoặc các bạn đang có con nhỏ ở nhà. Tại vì em bé thì sẽ rất là hay sốt và nó sốt rất là nhiều lần, cho nên là các bạn phải cần có nhiệt kế ở trong nhà để có thể theo dõi được cho con. Và mình có hai loại, một loại là nhiệt kế hồng ngoại của Microlife và một cái nhiệt kế đo lỗ tai của Pirow. Thì tại sao mà mình mua cái này thì hồi trước trong cái video mua đồ sơ sinh mình đã nói cho các bạn rồi, tại vì nó chính xác hơn những cái loại hồng ngoại này và đó là cái ưu điểm lớn nhất của những cái Birao so với những cái của Microlife. Nhưng mà có một cái nhược điểm của những cái Birao đó là khi mà các bạn còn nhỏ thì nó sẽ chịu hợp tác, nhưng khi nó lớn hơn một chút xíu rồi á thì có thể bạn đưa một cái vật lạ gì vô cái lỗ tai của nó hay vô trên cái cơ thể của nó thì nó sẽ phản ứng lại, nó không chịu hợp tác. Mà khi con không chịu hợp tác hoặc là con quấy khóc nhiều á thì nó lắc đầu tới lắc đầu lui á, bạn sẽ không thể nào đo được mà cái nhiệt kế này. Mà khi đó bạn cần phải có những cái loại nhiệt kế tiện lợi như thế này hơn. Nhưng mà khi mà đo bằng cái này thì nó lại không chính xác như của Birao. Và cái nhiệt độ chênh lệch của hai bạn này là mình thấy tầm đâu đó từ 1 độ cho đến 1 độ hơn. Cho nên là khi mà mình đo cái này cho con xong thì mình cũng sẽ cố gắng tìm cách để mình có thể đo lại cái này để cho nó chính xác, để mình có thể theo dõi và cho con uống thuốc hạ sốt kịp thời. Cho nên nếu như mà các bạn còn nhỏ và trong giai đoạn các bạn chưa sinh con thì các bạn nên mua những cái loại nhiệt kế đo tai của Birao để cho nó chính xác hơn. Với lại con còn nhỏ thì con nó sẽ chịu hợp tác thôi. Thì các bạn nên mua thế hệ thứ 7 hoặc là 7 plus, tại vì đây của mình là thế hệ thứ 5 thì mình thấy là không có cái đèn led trên này, cho nên khi sử dụng nó rất là bất tiện, đặc biệt là ban đêm. Và nếu như các bạn mua những cái hồng ngoại này thì thật sự là các bạn phải xác định ngay từ đầu là nó không có thể chính xác được cao như những cái này nha. Cho nên khi sử dụng cái này thì các bạn cũng phải theo dõi thêm nhiều những cái dấu hiệu khác nữa. Và cái loại recommend cho các bạn khi mà mua những cái hồng ngoại thì mình cũng sẽ không có cho các bạn, tại vì bản thân cái này mình mua đã tầm 1 triệu hay 1 triệu hơn hay gần 1 triệu gì đó, tầm đâu đó ở khoảng đó. Nhưng mà mình dùng mình thấy thật sự là nó không mang lại cho mình được nhiều ý nghĩa bằng cái này các bạn. Tại vì cái này nó chính xác hơn rất là nhiều, nhưng mà cũng tùy người thôi. Tại vì ở bệnh viện hiện tại thì người ta vẫn đang sử dụng cái này mà. Nhưng mà tại vì đôi khi người ta cần tầm soát hai người này người kia vô thì người ta đo nhanh thì người ta phải đo bằng cái này. Còn nếu như sử dụng cái này các bạn biết không, mỗi người các bạn phải thay một cái miếng cover này đi nè thì nó sẽ rất là tốn chi phí. Cho nên những cái mà cần chuyên sâu hơn thì người ta mới cần những cái loại nhiệt kế như thế này thôi. Sản phẩm số 3 đó là những cái loại túi và ba lô bỉm sữa. Thì cái này nếu như mà ở nhà các bạn đang có những cái loại túi giống như thế này nè, thì các bạn có thể tận dụng sử dụng nó trước đi. Rồi nếu như các bạn dùng, các bạn thấy là nó bất tiện á, thì các bạn có thể mua thêm những cái loại ba lô bỉm sữa sau. Thì cái này các bạn có thể tham khảo là video mang gì khi ra ngoài cùng bé của mình á, mình đã có chia sẻ về những cái ưu và nhược điểm của những cái loại túi bỉm sữa hoặc là những cái loại ba lô bỉm sữa rồi. Thì các bạn có thể xem trước khi mà các bạn muốn mua trước gì đó, thì các bạn có thể xem trước đi các bạn, xem trước để cho mình có kinh nghiệm đi, mình biết được ưu nhược điểm của nó đi rồi mình hẳn mua. Còn nếu như không, các bạn có thể tận dụng những cái ở nhà trước đã, tại vì đôi khi á, là các bạn cũng không có đưa con ra ngoài nhiều, cho nên nếu như mua trước á, thì đôi khi cũng không có sử dụng bao nhiêu hết trơn á, thì nó cũng thành ra là phí tiền ha. Sản phẩm thứ tư đó là những cái loại máy hâm sữa cầm tay như thế này, thì các bạn sẽ cần mua trong cái trường hợp đó là các bạn có dự định cho con đi ra ngoài nhiều và con các bạn uống sữa bằng bình, có thể là sữa mẹ hoặc là sữa công thức. Nhưng mà mình cũng lưu ý với các bạn một chút xíu đó là tùy em bé. Có những em bé là chỉ thích uống sữa ở nhà, có những em bé là đi ra một cái môi trường khác nó không có thích uống, giống như em bé của mình chẳng hạn. Thì cái máy này là cái máy Baby's Brew, mình sử dụng mình thấy nó rất là ổn, nhưng mà con mình lại rất ít khi sử dụng, tại vì khi ra ngoài thì nó không có chịu uống sữa mà nó chỉ đợi đến khi nào về nhà nó mới uống thôi. Cho nên thành ra là nếu như em bé của bạn giống em bé của mình á, thì có thể là cái này nó không sử dụng nhiều lắm đâu các bạn. Cho nên là các bạn có thể coi tính cách tụi con mình như thế nào trước đã, rồi các bạn có thể mua những cái loại này sau nha. Còn nếu như mà các bạn muốn mua thì mình có thể đề xuất cho các bạn là mua cái loại này, tại vì cái loại này thì mình thấy nó rất là ổn. Và ngoài ra nếu như các bạn có sử dụng những cái bình cổ hẹp hoặc là những cái bình mà đặc biệt một chút xíu, ví dụ như là bình vuông của Heigen á, thì các bạn phải mua thêm cái cổ nối thì mới có sử dụng được nha. Còn đối với cái này á, thì chỉ có thể sử dụng được với những cái loại bình cổ rộng, bình tròn thôi. Khi mà mua thì các bạn cũng hỏi nơi bán coi có bán cái cổ nối không, phù hợp với cái bình sữa mà con các bạn uống á, thì mới có thể sử dụng được. Sản phẩm số 5 sẽ là những cái loại ghế ngồi cho bé Ti. Thì cái này có hai dạng cho các bạn. Một là các bạn mua những cái loại ghế lắc lư ngồi cho em bé Ti bằng gỗ bình thường, hoặc là các bạn có thể mua những cái loại mà ghế massage luôn. Thì bản thân mình mua những cái loại ghế lắc lư thư giãn bình thường á, mình đã từng cho các bạn xem trong cái video mà phòng cho em bé rồi. Thì bản thân mình á, mình nghĩ là các bạn chưa cần thiết mua liền, mà các bạn đợi sinh em bé về coi em bé có hợp tác với cái chuyện Ti nằm hay không. Nếu như mà con không thể hợp tác với Ti nằm, con chỉ Ti ngồi được thôi, giống cái con của mình á, thì các bạn sẽ cần những cái loại ghế này, tại vì nó sẽ giúp cho các bạn đỡ mỏi hơn rất là nhiều, và nó cũng sẽ cho các bạn thoải mái hơn á. Đối với những cái loại ghế này thì mình thấy là tiện dụng hơn những cái loại gối để có thể cho em bé Ti. Tại vì hồi trước mình có mua một cái gói của Ergobaby á, thì mình dùng mình thấy là thực sự là nó không có quá nhiều cái hiệu quả đối với mình, nhưng mà khi mình sử dụng những cái ghế đó thì mình lại thấy là nó rất là ok khi mà mình cho con Ti ngồi trong một cái khoảng thời gian dài, đặc biệt là ban đêm, những cái cỡ nửa đêm mình phải dậy cho con Ti á, thì mình thấy là khi mà có những cái ghế đó thì mình sẽ cảm giác thoải mái hơn. Nếu như bạn muốn mua những cái ghế giống mình đó thì các bạn có thể mua ghế ở Oaoababy. Còn nếu như các bạn mua những cái loại ghế massage thì cái này mình chưa có kinh nghiệm, tại vì mình không có dự định dùng ghế massage và mình cũng không có mua những cái ghế massage, cho nên mình không có thể nào review cho các bạn được là các bạn nên mua những cái loại nào. Cho nên là cái này thì các bạn phải xem review và các bạn phải tìm hiểu trên mạng trước, tại vì những cái ghế massage thì nó có nhiều hãng, nhiều dòng lắm. Sản phẩm số 6 đó là xe đẩy cho em bé. Thì cái này các bạn cần mua không? Thì mình nghĩ là khi mà con các bạn được tầm 1 tháng rồi thì các bạn có thể cân nhắc mua sau. Tại vì đôi khi các bạn không có đưa con ra ngoài nhiều thì có thể là các bạn cũng không cần đến xe đẩy cho em bé, hoặc là các bạn có thể mua hàng Bax ở trên mạng gì đó thì nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều nếu như các bạn không có nhu cầu sử dụng nhiều. Còn nếu như mà các bạn muốn mua trước cho con thì các bạn nên lưu ý lựa chọn những cái chiếc xe nào mà nó phù hợp với kinh tế của bạn nè, và nó phù hợp với cái nhu cầu của bạn. Ví dụ như là các bạn muốn đưa cho con đi nó thuận tiện hơn thì các bạn nên lựa chọn những cái xe mà nó gọn nè, nó nhẹ, và những cái chất liệu vải bên trong nó phải mát một chút xíu, tại vì xe mà nằm nóng quá là em bé nó không có chịu nằm đâu các bạn, nó rất là khó hợp tác nếu như nằm bên trong nó nóng quá. Và khi các bạn mua xe đẩy cho con thì chắc chắn các bạn cần phải mua thêm những cái cây quạt nhỏ nhỏ để cho có thể quạt cho con trong đó cho con đỡ bị nóng hơn, tại vì nói chung là ở Việt Nam mình thì mình thấy thường thời tiết nó sẽ rất là nóng, trừ một số mùa trong năm ở miền Trung và miền Bắc thôi. Bản thân mình thì mình mua một cái chiếc xe của Babyzen YoYo 2 thì mình đã từng review rồi, bạn có thể xem lại video này của mình. Và đây là một chiếc xe mà thật sự là đến bây giờ mình vẫn cảm thấy là mình rất là thích. Mặc dù cái số tiền đầu tư nó rất là nhiều, nhưng mà cái khoảng thời gian sử dụng của nó các bạn thì nó rất là dài, và đến hiện tại là con mình cũng vẫn rất là thích cái chiếc xe này. Khi mà mình muốn mua thêm những cái chiếc xe khác cho con, những cái kiểu ví dụ như xe cao đồ này kia, thì con mình ngồi con mình đã cảm thấy không thích, tại vì nó không có được êm như chiếc Babyzen YoYo 2, và cảm giác là con cũng cảm thấy là nó không có được thoải mái bằng các bạn. Cho nên là khi các bạn mua những cái loại xe đẩy cho con á, thì các bạn cần phải cân nhắc cái nhu cầu của mình và cái tần suất sử dụng của các bạn, để từ đó các bạn có thể lựa chọn được chiếc xe nó phù hợp cho bạn cũng như cho con của bạn ha. Sản phẩm số 7 sẽ là những cái loại điệu, thì cũng giống như xe đẩy, nếu như mà các bạn muốn tiết kiệm chi phí thì hãy đợi con được tầm 1 tháng hơn đi, rồi các bạn xem các bạn có đưa con ra ngoài nhiều hay không, thì các bạn có thể cân nhắc có nên mua điệu hay không. Điệu thì có 2 dạng, điệu vải và điệu trợ lực. Thì cái này mình đã có một cái video rất là chi tiết về những cái loại điệu vải và điệu trợ lực mình đã dùng rồi, các bạn có thể tham khảo là cái video review đó của mình để các bạn có thể có thêm nhiều kinh nghiệm hơn, cũng như là có được nhiều cái thông tin trước khi mà các bạn lựa chọn mua những cái loại điệu cho em bé. Và nếu như mà để recommend cho các bạn, nếu như em bé dưới 6 hoặc dưới 7 tháng tuổi á, thì mình nghĩ các bạn nên mua cái điệu Ergobaby dòng em race, thì mình nghĩ là dùng nó rất là ổn và rất là ok, và có thể mua màu xám để có thể ba hoặc là mẹ điệu thì nhìn nó cũng được. Còn nếu như các bạn mua những cái màu mà nó nữ tính quá thì đôi khi ba đeo ba điệu thì nó hơi kỳ. Còn nếu như em bé trên 6 hoặc là 7 tháng thì các bạn nên mua những cái loại điệu trợ lực, và mình đề xuất cho bạn là có thể mua điệu Ergobaby dòng Freeze, thì mình thấy là nó sẽ mát hơn, và khi mà điệu những cái loại điệu trợ lực á, thì nó sẽ cảm giác là mình sẽ điệu được lâu hơn, con đỡ khó chịu hơn, ba mẹ thì cũng sẽ đỡ mỏi hơn. Ngoài ra có một cái thương hiệu điệu của em bé mà mình thấy rất là thích, nhưng mà bây giờ con của mình thì nó lớn rồi cho nên là mình cũng không có sử dụng điệu nữa, nhưng mà mình nghĩ là các bạn có thể tham khảo thêm một cái thương hiệu, đó là BabyZone, thì mình thấy là rất là ổn, rất là ok và mình cũng rất là thích, nhưng mà mình chưa có sử dụng, đó là mặt cảm quan của mình thôi, còn mình chưa thể review chính xác cho các bạn về cái thương hiệu đó được, tại vì mình chưa sử dụng nha. Còn đối với Oaoababy thì mình đã từng dùng 2 dòng rồi, thì mình đã từng review trong cái video điệu vải hay điệu trợ lực, các bạn có thể xem lại video này, và mình sẽ để link video đó ở dưới phần mô tả cũng như trong file Excel cho các bạn như mọi lần. Sản phẩm số 8 sẽ là những cái loại car seat, thì các bạn có cần mua hay không? Cần mua nếu trong trường hợp các bạn cho con ra ngoài nhiều và các bạn có cho con đi xe ô tô nhiều, hoặc là gia đình của các bạn đang có xe ô tô, thì các bạn nên mua những cái loại car seat. Thì nên mua những cái loại car seat nào? Nên mua những loại car seat mà nó có thể sử dụng được chung với cái khung xe đẩy của con của bạn, để cho nó thuận tiện hơn cho các bạn. Thí dụ như con đang ngủ ở trên car seat đi, thì đến nơi các bạn có thể rinh nguyên một cái car seat đó, các bạn để lên cái khung của xe đẩy, các bạn đẩy con đi đâu mà các bạn muốn, nó sẽ dễ chịu hơn rất là nhiều, cũng như nó thuận tiện hơn rất là nhiều cho em bé. Nếu như mà con đang ngủ, các bạn ẵm con lên rồi bỏ con xuống xe đẩy thì có thể là con sẽ thức, làm mất cái giấc ngủ của con ha. Tiếp theo là những cái bộ dụng cụ cắt móng, thì nếu như các bạn mua cho em bé sơ sinh, các bạn nên mua những cái loại kéo thì nó sẽ đỡ cắt phạm vào tay em bé hơn. Rồi sau này lớn lên các bạn có thể mua những cái loại cắt móng bình thường. Ở đây mình đề xuất cho các bạn 2 sản phẩm mình đã dùng, đó là của Mother-K. Cuối cùng sẽ là những cái loại vitamin cũng như là những cái loại men vi sinh cho em bé, thì có cần mua trước hay không? Cái này thật sự luôn, đối với mình đó là tùy vào cái niềm tin của các bạn trước đã. Tại vì mình đã từng có 2 video đề cập đến vấn đề này rồi. Thứ nhất là về việc bổ sung vitamin D3 cho bé, thứ hai đó là những cái loại vitamin và men vi sinh có cần thiết cho em bé hay không, thì các bạn có thể xem lại 2 video này của mình. Đó là trên cái quan điểm cá nhân của mình thôi nha. Còn nếu như mà các bạn tin tưởng và các bạn muốn nuôi con theo một cái kiểu hiện đại khoa học bây giờ, thì có thể là các bạn cần bổ sung một số những cái loại vitamin cũng như là những cái loại men vi sinh cho con. Nhưng mà trên quan điểm của mình đó là khi mà các bạn sử dụng cái gì, các bạn cũng phải hỏi ý kiến bác sĩ trước, đặc biệt là khi giai đoạn con đang ở trong những cái tháng đầu tiên, đặc biệt là trong 1 tháng đầu, thì khi sử dụng cái gì các bạn cũng cần phải cân nhắc kỹ một chút xíu, đừng có là xem ở trên mạng thôi rồi cứ mua về cho con sử dụng trong khi chưa biết cơ thể của con như thế nào. Tại vì cái dạ dày con hồi lúc nhỏ nó nhỏ lắm các bạn, mà bổ sung quá nhiều thứ vô thì đến khi con sẽ sinh ra cái tình trạng là biếng ăn, rồi làm biếng uống sữa, rồi con sẽ không có thể lớn được. Còn nói về vitamin D3 thì mình đã từng đề cập trong video đó rồi, có nghĩa là có những loại vitamin D3 không sử dụng được cho em bé dưới 15 ngày tuổi, cho nên là nếu như các bạn mua cái loại vitamin D3 nào hoặc là có muốn cho con uống cái loại đó đó, thì khi các bạn xuất viện về nhà thì trước khi đó các bạn nên hỏi bác sĩ là các bạn đang có vitamin D3 đó ở nhà, thì cái vitamin D3 đó có cho em bé uống được hay không, hay là các bạn phải uống cái loại bác sĩ kê cho con trước, sau khi uống cái hộp đó rồi thì các bạn có thể chuyển sang uống cái loại mà các bạn đã mua cho con ở nhà. Mục số 2 sẽ là những cái đồ dùng cần thiết cho mẹ. Thì đầu tiên mình sẽ nói đến những cái đồ bộ mà các bạn có thể hút sữa. Các bạn sẽ cần mua những cái loại đồ bộ này trong cái trường hợp đó là nếu như mà gia đình của các bạn có nhiều người, có nhiều thế hệ, hoặc là các bạn muốn là trong lịch sự hơn khi mà có khách đến nhà và các bạn cần phải hút sữa thì các bạn sẽ cần mua những cái loại đồ bộ này. Thì những cái loại đồ bộ này nó giống như những cái pyjama bình thường ở nhà thôi, nhưng mà nó sẽ khoét thêm hai cái đường bên này nè các bạn, để cho các bạn có thể ngồi hút sữa. Những cái loại máy hút sữa mà có dây á, thì có thể là các bạn sử dụng những cái đó. Tuy nhiên là nếu như mà các bạn muốn mua những cái loại này thì mình thấy là trên thị trường nó có rất là nhiều loại khác nhau, nhưng mà nếu như các bạn mua những cái loại mà nó rẻ tiền thì mặt nó sẽ hơi bị nóng nha, và nó sẽ rất là nhanh bị đổ lông. Còn nếu như các bạn mua những cái loại mà nó mắc tiền một chút xíu thì sau này khi mà các bạn trở về dáng bình thường, hoặc là khi mà các bạn không có còn hút sữa cho con nữa, thì các bạn cũng khó có thể mặc lại những loại đồ này, tại vì nhìn nó sẽ hơi kỳ một chút xíu, nó sẽ không có ra được cái form dáng bình thường của mình lắm á. Cho nên là cái này sẽ tùy vào điều kiện nè, hoàn cảnh và tùy tình hình gia đình của các bạn thôi. Và các bạn có thể mua tầm 3 bộ trước, sau đó các bạn mặc các bạn thấy ổn rồi và các bạn cảm thấy là cần thêm á thì các bạn có thể mua sau. Còn nếu như các bạn không cần thêm thì mình nghĩ là 3 bộ, trong 3 bộ đó nó cũng ổn rồi á. Món thứ hai sẽ là những cái đồ bộ mà các bạn có thể cho con ti. Thì cái này nó cũng hơi khá giống với cái ở trên á, nhưng mà cái này thì các bạn có thể tận dụng những cái pyjama mặc bình thường của mình để mình có thể cho con ti bình thường. Nếu như mà gia đình các bạn không có nhiều người, hoặc là chỉ có 2 vợ chồng các bạn thôi, thì các bạn mặc những cái pyjama bình thường thì mình nghĩ là nó cũng không vấn đề gì hết. Còn nếu như mà các bạn muốn lịch sự hơn thì các bạn phải cần có những cái đồ bộ cho con ti nó giống như những cái loại đồ bộ hút sữa, thì nó sẽ che được nhiều thứ hơn. Nếu như trong nhà các bạn đã có nhiều người hoặc là có khách đến nhà chẳng hạn, thì các bạn muốn lịch sự thì các bạn cần phải có những cái này. Mình nghĩ là nếu như mà các bạn giống mình thì các bạn có thể chỉ cần mua những cái loại đồ bộ thêm thôi, tại vì khi mà mình có con nhỏ thì áo của mình nó sẽ rất là dễ bị dơ, dễ bị ướt. Cho nên nếu như mà tùy vào cái số lượng đồ mặc ở trong nhà các bạn nó có nhiều hay không, nếu như mà nó đang ít, nó có tầm 2 bộ thôi thì có thể các bạn cần phải mua thêm những cái loại pyjama để có thể mà cho con ti ở tại nhà. Thì mình nghĩ là các bạn có thể mua tầm từ 2 tới 3 bộ thêm, rồi nếu như các bạn thấy ổn các bạn có thể mua thêm sau, giống như những cái loại đồ bộ hút sữa khi nãy ha. Còn sản phẩm mà có thể recommend cho các bạn ở đây đó là những cái thương hiệu mà bán những cái đồ pyjama bình thường thôi nha các bạn, không phải những cái loại đồ hút sữa đâu. Mình đã từng sử dụng qua và mình cảm thấy ổn, ví dụ như của VERA nè, hay của Folie nè, hay là của Lachinot gì đó vân vân, thì mình sẽ để ở dưới phần mô tả cũng như trong file Excel cho các bạn nha. Sản phẩm số 3 là những cái loại áo ngực cho bé Ti. Thì cái này các bạn cần phải nên mua, và nên mua từ 2 tới 3 cái. Đối với mình thì mình thấy những cái loại áo ngực cho bé Ti nó có thành 2 dạng. Một dạng là các bạn có thể có nút tháo rời từng bên, là mỗi bên có một cái nút. Rồi một cái dạng thứ hai là người ta khoét một cái lỗ ở giữa, rồi các bạn có thể kéo từ trên này xuống, rồi ở đây nó sẽ che một chút xíu. Thì nó sẽ có cảm giác là nó kín đáo hơn cái loại mà gài nút một chút xíu. Nhưng mà mình thấy là mặc những cái áo đó thì con nó khó ti lắm, cho nên thành ra là mình đề xuất cho các bạn là mua những cái loại áo ngực cho bé ti nào mà nó gài nút 2 bên thì các bạn cần bên nào các bạn chỉ tháo bên đó thôi. Còn có những cái loại áo ngực mà nó gài ở giữa 2 cái này là các bạn, thì đến lúc các bạn muốn cho con ti bên này các bạn mở ra thì tự nhiên bên này nó cũng mở, thì nó rất là kỳ. Cho nên là nên mua những cái loại mà nó gài nút theo từng bên thì nó sẽ ok hơn và nó sẽ kín đáo hơn được một chút xíu. Sản phẩm recommend cho các bạn ở đây thì thật sự là mình không có, tại vì lúc đó mình cứ nghĩ là mình sẽ mua những cái loại bình thường ở những chỗ cửa hàng mẹ và bé mình mặc là được rồi. Nhưng mà sau này thì mình mới phát hiện ra đó là nếu như mà các bạn mặc những cái áo đó ở nhà thì nó rất là ok, nhưng mà nếu như mà các bạn đi ra ngoài đường thì nhìn nó sẽ hơi bề xề. Và sau đó thì mình cũng ít khi đi ra ngoài lắm. Còn những lúc đi ra ngoài thì mình thường là đi một chút xíu thôi, cũng không có cho bé Ti trong cái giai đoạn mình đi ra ngoài. Cho nên thành ra là mình chỉ mặc những cái áo ngực định hình bình thường mà hồi trước khi mình có con mình có thôi, thì mình mặc những cái loại áo đó lại. Cho nên là mình nghĩ là các bạn khi mà các bạn cho con ra ngoài nhiều và các bạn cho con ti mẹ trực tiếp hoàn toàn thì các bạn nên mua những cái loại áo người cho bé ti mà nó gài nút từng bên, và nên mua những cái loại nào mà nó chất lượng một chút xíu. Đừng có mua giống mình hồi trước, mặc dù nó rẻ nhưng mà mặc nó rất là, đi ra ngoài nó rất là kỳ các bạn. Sản phẩm thứ tư đó là trà lợi sữa. Thì trà lợi sữa để làm gì, nó giống như tên gọi của nó các bạn, để cho các bạn có nhiều sữa hơn. Thì nếu như các bạn muốn có nhiều sữa hơn nó sẽ phụ thuộc nhiều yếu tố lắm, ví dụ như là ăn uống, ngủ nghỉ, cơ địa nè, rồi vân vân, không stress rồi chẳng hạn. Nhưng mà trà lợi sữa thì nó cũng sẽ có một phần rất 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 là nhỏ thôi, nhưng mà nếu như mà các bạn có thêm mọi thứ một ít thì lượng sữa các bạn ngày càng nó sẽ nhiều hơn. Cho nên nếu như các bạn muốn mua những cái loại trà lợi sữa thì mình sẽ có hai cái trà lợi sữa mình thấy nó hiệu quả. Thứ nhất là của UpSpring và một cái là hình như là Galactogil gì đó của Pháp, thì mình sẽ để ở dưới phần mô tả cho các bạn nha, để các bạn có thể tham khảo cái đó trước. Nhưng mà không phải ai cũng thực sự có hiệu quả đâu các bạn. Với mình á, thì mình từng dùng nhiều loại trà lợi sữa thì mình thấy là hai cái loại đó dùng nó có hiệu quả thực sự, nhưng mà nó không đến độ là quá nhiều hay là kiểu giống như là quá bất ngờ đâu các bạn. Nó chỉ có thể tăng từ từ thôi. Cho nên là nếu như các bạn mua những loại trà lợi sữa và các bạn muốn hy vọng là các bạn sẽ nhanh có nhiều sữa thì thật sự sẽ không có một cái trà lợi sữa nào nói như vậy hết. Nó sẽ tăng từ từ và khi đó nó còn phụ thuộc nhiều yếu tố giống như khi nãy mình đã nói này nha. Món thứ năm mà các bạn cần phải có đó là những cái loại tất vớ, thì các bạn nên có 3 bộ. Và nếu như các bạn có những cái loại đôi vớ ở nhà thì các bạn cứ sử dụng bình thường thôi. Còn nếu như các bạn muốn mua thêm hay là muốn sử dụng những cái đồ mới thì các bạn có thể đặt trên mạng, tại vì nó cũng rất là rẻ. Thì tại vì khi mà sinh xong thì mình thấy là rất là dễ bị lạnh bàn chân, cho nên là các bạn nên đeo vớ trong khoảng thời gian đầu. Món thứ 6 sẽ là những cái loại miếng lót, thì các bạn nên mua một cái bịch miếng lót của Caryn. Thì tại sao cần miếng lót? Tại vì khi mà chúng ta sinh xong thì chúng ta phải ra những cái sản dịch á, thì có những người ra rất là nhiều, cho nên là thành ra cần có những cái miếng lót Caryn này ở bên dưới lúc mà các bạn nằm lên á, nằm lên trên giường á, để khi mà nó bị tràn hay là nó chảy ra ngoài thì nó sẽ không dơ cái phần này bên dưới của các bạn. Thì cái này các bạn cần phải mang khi các bạn đi sinh, và các bạn cần phải có khi mà các bạn về nhà trong khoảng thời gian đầu luôn, tùy người. Đối với mình thì mình thấy là thường những mẹ mà sinh thường á, thì sẽ ra sản dịch nhiều hơn những mẹ sinh mổ. Mình thì mình ra sản dịch nhiều á, thường là những ngày trong bệnh viện thôi, về nhà thì nó cũng không quá nhiều. Và khi ra sản dịch á, ngoài cái việc mà chúng ta phải sử dụng những cái miếng lót giống như của Caryn mà mình nói á, thì các bạn cần phải có thêm những cái loại băng vệ sinh mà nó có diện tích to một chút xíu. Có thể là các bạn cần sử dụng những cái miếng băng vệ sinh dành cho ban đêm, hoặc là những cái miếng băng vệ sinh chuyên dụng hơn như của Mama chẳng hạn. Nhưng mà khi mà mình dùng của Mama á, mình thấy là rất là dễ bị ngứa, cho nên là mình có một cái mình đề xuất cho các bạn trong cái giai đoạn mà các bạn ra sản dịch nhiều á, là các bạn đừng có nên mua của Mama, mà các bạn có thể mua những cái loại miếng lót sơ sinh của Puppy á, thì nó sẽ êm hơn, dễ chịu hơn và nó sẽ đỡ ngứa hơn. Rồi sau khi mà các bạn đỡ sản dịch rồi á, thì nó ra ít hơn thì các bạn cần phải sử dụng những cái loại băng vệ sinh. Thì mình sẽ có một số loại mình đề xuất cho các bạn nha. Sản phẩm recommend đầu tiên cho các bạn đó là một cái loại Shopee dòng organic 100% của Nhật. Cái loại này á thì mình thấy dùng nó rất là ổn. Cái này là dài 23 xăng và có 8 miếng. Giá thành nó khá là đắt các bạn, không có rẻ đâu, nhưng mà dùng nó sẽ cảm giác là dễ chịu các bạn hơn. Tại vì hồi lúc mà mình sinh xong mình ra sản dịch á, thì có thể là ra cả 1 tháng 2 tháng lần, cho nên thành ra là sử dụng băng vệ sinh nhiều nó rất là khó chịu. Cho nên ưu tiên lựa chọn những cái loại nào mà làm cho mình dễ chịu, để cho mình cảm thấy thoải mái trong người á, thì bạn có thể lựa chọn loại này. Hoặc là loại thứ hai á mà mình cũng có dùng, đây là cái loại của Hàn Quốc. Các bạn biết không, nó không có tên, để mình coi cái nhãn nha. Sunsu Hamyeon. Mình để cái tên ở trên hình cho các bạn nha. Cái này cũng là 23 xăng và một gói này là 18 miếng. Và mình dùng cái này thì mình thấy dùng cũng rất là thích. So với những cái loại phổ biến ở trên thị trường thì những cái loại này dùng thật sự rất là ok luôn các bạn. Sản phẩm đề xuất thứ ba của mình đó là cái loại này của Hàn Quốc. Đây là cái miếng băng vệ sinh Goodfeel. Thì cái loại này nó dài hơn hai loại khi nãy. Cái này tầm 26 xăng và một bịch này cũng sẽ 18 miếng. Giá thành nó cũng sẽ khá là cao so với những loại băng vệ sinh bình thường. Nhưng mà đầu tư một chút xíu trong cái giai đoạn đầu cho nó đỡ có bị những cái bệnh về phụ khoa thì nó sẽ đỡ cho các bạn hơn rất là nhiều ha. Loại cuối cùng sẽ là cũng là một loại của Hàn Quốc. Đây là băng vệ sinh Zero Lenara. Mình đọc tên mình tự thấy ghê luôn. Cái miếng này cũng là 23 xăng, giống như hai cái đầu tiên ha các bạn, và số lượng là 18 miếng một gói. Đây cũng là của Hàn Quốc. Thì những cái loại này á, thật sự là khi mà mình tìm được mình thấy rất là ưng ý. Khi mà mình đi siêu thị á, thì mình thấy có rất nhiều loại bình thường, nhưng mà đợt đó tự nhiên có những cái loại mới này của Hàn về á, thì mình dùng mình thấy nó thực sự là nó dễ chịu hơn. Cho nên là mình cũng muốn recommend cho các bạn, nếu như các bạn có điều kiện thì các bạn có thể mua những cái này. Tại vì trong cái khoảng thời gian ra sản dịch á, thì chúng ta còn phải nuôi con bằng sữa mẹ nè, nói chung là người nó nhớp lắm. Cho nên thành ra là những cái gì mà làm bạn dễ chịu hơn á, thì các bạn nên cố gắng đầu tư một chút xíu nếu như các bạn có điều kiện ha. Sản phẩm số 9 sẽ là những cái quần lót giấy thì các bạn cần phải mang khi các bạn đi sinh, thì chắc chắn các bạn cần mang rồi. Nhưng khi các bạn về nhà mà các bạn ra sản dịch nhiều thì mình nghĩ các bạn cũng nên sử dụng những cái loại quần lót giấy như thế này, tại vì nó tiện hơn. Và khi mà các bạn ra sản dịch nhiều thì chắc chắn là cái quần nó sẽ dơ, mà nếu như quần dơ thì các bạn dùng những cái quần bình thường các bạn phải giặt, mà khi các bạn giặt thì các bạn lại đụng nước nhiều. Khi mà mới sinh xong đụng nước nhiều thì mình thấy là nó không có được ok cho lắm á, cho nên là các bạn nên hạn chế nước nhất có thể khi mà các bạn vừa sinh xong. Cho nên là các bạn có thể mua dư một chút xíu những cái loại quần lót giấy. Sản phẩm số 10 sẽ là những cái loại khăn tắm riêng. Cái này các bạn cần phải mua khi mà các bạn có sử dụng bôi những cái loại rượu gừng nghệ hạ thổ ở trên người á, thì các bạn cần phải mua riêng. Tại vì khi các bạn sử dụng những loại khăn tắm bình thường á, thì có thể là cái khăn các bạn nó sẽ dơ luôn. Và khi các bạn mua cái loại khăn tắm riêng này, các bạn nên mua những cái loại màu cam, màu vàng gì đó, nói chung là nó chung màu với những cái loại rượu gừng nghệ hạ thổ á, để cho nó cảm giác là nó đỡ dơ hơn. Sản phẩm số 10 sẽ là những cái loại kem trị rạn. Cái này các bạn chỉ cần mua nếu như các bạn bị rạn da thôi. Còn nếu như mà các bạn muốn cho mình không có bị rạn nhiều á, thì ngoài cái việc là các bạn không có nên để tăng cân quá nhiều trong thai kỳ, thì lúc mà các bạn vừa biết các bạn có thai á, thì các bạn nên bôi những cái loại dầu, ví dụ như dầu dừa chẳng hạn, giống như mình hồi trước á. Thì bản thân mình là cái người thuộc cái cơ địa rạn da, mình nghĩ là chắc chắn khi mình mang bầu thì thế nào mình cũng rạn. Nhưng mà lúc đó thì mình mua được những cái loại dầu dừa nguyên chất, và có những người người ta cho mình á, thì đến khi là mình bôi từ lúc mà mình chỉ mang bầu được vài tuần thôi, thì đến sau này á, mình sinh con xong mình rất là bất ngờ, mình không có bị rạn. Cho nên đó là một tip cho các bạn, đó là không nên tăng cân quá nhiều trong thai kỳ, và nên bôi những cái loại dầu dừa hoặc là dầu chống rạn từ lúc các bạn mới biết các bạn mang thai, thì các bạn sẽ không có bị rạn, hoặc là sẽ hạn chế nhất có thể cái nguy cơ các bạn bị rạn khi các bạn mang thai. Và nếu như mà các bạn đã bị rạn rồi thì các bạn cần phải có thời gian lâu hơn, cũng như cần phải sử dụng những cái loại kem trị rạn. Thì mình đề xuất cho các bạn là có thể sử dụng kem trị rạn của Stretch Heal, một cái loại của Mỹ. Thì cái này tại vì mình thấy rất là nhiều người review cũng như là rất là nhiều feedback tốt về cái khả năng trị rạn của kem này, các bạn có thể tham khảo kem này ha. Sản phẩm số 12 sẽ là những cái loại xịt giảm đau tận sinh môn. Thì cái này các bạn cần mua trong cái trường hợp đó là các bạn sinh thường, thì các bạn có thể mua trước những cái này, hoặc là khi các bạn sinh xong về mà các bạn cảm thấy là đau ở bên dưới tận sinh môn quá, các bạn có thể mua thêm những cái này. Nó có giảm đau hay không thì mình đọc một số review thì thấy là mọi người nói là nó có giảm đau nhưng nó không hoàn toàn đâu các bạn, nó chỉ giảm đau một chút cho các bạn thôi. Nếu như các bạn cảm thấy nó quá đau thì các bạn có thể mua những cái loại này. Thì mình có thể đề xuất cho bạn là các bạn có thể lựa chọn loại của Earth Mama gì đó, nói chung mình cũng không nhớ tên lắm nha, tên nó có nhiều loại á. Thì các bạn có thể xem cái hình ở bên này mình để nè. Rồi thì các bạn có thể mua cái đó nếu như trong trường hợp là các bạn sinh thường. Hồi xưa là mình nghĩ là mình sinh thường cho nên mình mua trước, mà ai ngờ đâu là mình sinh mổ, đến khi sau đó là mình không có xài đó. Cho nên thành ra là mình nghĩ là đến khi nào mà các bạn chắc chắn là các bạn sinh thường đi, hoặc là các bạn sinh thường về nhà, các bạn cảm thấy đau quá đó, thì các bạn có thể đặt mua. Tại bây giờ đặt mua hàng online nó cũng rất là nhanh chóng mà. Lúc mà chúng ta mới có con á, chúng ta cho con ti và hút sữa thì cái đầu ti nó sẽ rất là nhạy cảm, cho nên các bạn cần phải bôi những cái kem này. Các bạn có thể lựa chọn của Medela nè, hoặc là các bạn có thể lựa chọn của Lachinot. Ngoài ra mình thấy có một thương hiệu nữa đó là của Earth Mama, thì các bạn có thể lựa chọn cái loại nào phù hợp với kinh tế của bạn ha. Tiếp theo thì sẽ là những cái sản phẩm mà ở cửa theo kiểu truyền thống. Mình thì không phải là một người truyền thống hoàn toàn, nhưng mà có những cái mà mình nghĩ các bạn nên sử dụng khi mà các bạn sinh em bé xong, và các bạn nên áp dụng một chút xíu theo kiểu truyền thống, thì các bạn sẽ đỡ cảm giác mình là một người có cái mùi bà đẻ. Đầu tiên đó là cái sản phẩm dầu gội. Thì các bạn có thể lựa chọn dầu gội bồ kết, hạ thụ ô, hoặc là những cái loại chiết xuất từ bưởi chẳng hạn. Thì các bạn có thể mua những cái loại bán sẵn, hoặc là các bạn có thuê spa tại nhà giống như mình á, thì trong cái khoảng thời gian mà các bạn sử dụng dịch vụ á, thì người ta sẽ có thể sử dụng cho các bạn những cái này mỗi ngày, hoặc là để lại tại nhà cho các bạn để các bạn có thể sử dụng. Hoặc là nếu như các bạn có thể tự nấu, hoặc là người thân các bạn tự nấu thì quá tốt rồi. Cái đó thì tùy vào cái điều kiện gia đình của các bạn nha. Còn sản phẩm đề xuất cho các bạn thì thật sự là những cái loại sản phẩm thiên nhiên như thế này á, thì ở trên mạng bây giờ mình thấy đang bán rất là nhiều. Nhưng mà cái vấn đề ở đây á, là mình không dám recommend cho các bạn. Tại vì trong từng thời gian mà mua thì cái sản phẩm có thể cái chất lượng nó không giống nhau. Cái việc mà khó khăn khi mà mua những cái sản phẩm chiết xuất từ thiên nhiên tự nhiên là nó như vậy á các bạn. Thí dụ như mình giới thiệu cho các bạn cái chỗ đó, ban đầu các bạn mua các bạn có thể thấy ổn, hoặc là lúc mình mua mình thấy ổn, nhưng khi mà đến khi các bạn mua thì cái mẻ đó người ta nấu nó lại không ổn như cái mẻ trước, hoặc là cái mẻ này nó không giống mẻ kia, thành ra là nó sẽ rất là dễ gây mất uy tín. Vì vậy cho nên mình không dám recommend cho các bạn ở cái mục này, mà các bạn có thể tự tìm hiểu và các bạn có thể mua từng loại hay là từng thương hiệu đó. Từ từ các bạn thấy cái nào là các bạn cảm thấy ổn với các bạn á, thì các bạn có thể sử dụng tiếp. Còn nếu như trong trường hợp mà tự nấu được thì cái đó là một cái điều quá là tốt rồi, nhưng mà nó sẽ mất thời gian rất là nhiều. Bây giờ sẽ đến những cái sản phẩm mà kiểu rất là truyền thống nè các bạn, đó là rượu gừng để tắm. Thì cái này khi mà các bạn tắm rượu gừng á, người các bạn sẽ ấm, đó sẽ giữ ấm cho các bạn được tốt hơn. Và bản thân mình thì mình thấy là hồi lúc mà mình thuê spa, dịch vụ spa chăm sóc mẹ tại nhà đó, thì bạn đó có pha sẵn cho mình, thì hầu như là trong tháng đầu tiên ngày nào mình cũng tắm bằng cái đó hết. Mình thấy khi mà mình tắm xong mình cảm thấy rất là sảng khoái và rất là ổn, cũng như là trên người mình cảm giác là mình không có cái mùi bà đẻ. Tại vì có những nhà mà các bạn khi các bạn bước vô nhà các bạn sẽ rất là nghe cái mùi bà đẻ, và mình thì rất là sợ cái mùi đó. Cho nên nếu như mà các bạn không có thuê spa tại nhà thì các bạn nên tìm kiếm những cái sản phẩm rượu gừng về để các bạn có thể tắm mỗi ngày hoặc là cách ngày gì đó tùy các bạn, nhưng mà tắm nhanh một chút xíu nha. Tiếp theo là bộ xông vùng kín bằng lá trầu không. Thì cái này bây giờ quá đơn giản rồi các bạn. Hồi lúc mà mình chưa sinh con mình thấy những cái vấn đề về truyền thống thì nó rất là phức tạp, mình không biết là mình có nên theo hay không. Nhưng mà sau đó đó thì mình lên trên mạng mình thấy có quá nhiều thứ bây giờ hiện đại nhưng mà được làm theo một cái truyền thống nhưng mà lại được làm theo một cái phương pháp rất là hiện đại. Ví dụ như là bộ xông vùng kín này thì các bạn có thể mua một cái bộ về người ta có đầy đủ sẵn hết, hoặc là có một cái hộp lá trầu không á các bạn. Thì đương nhiên nó sẽ không bằng những cái loại lá trầu không mà các bạn mua tươi từ ngoài chợ về nhà hàng ngày, nhưng mà nếu như mà các bạn không có điều kiện thì sử dụng cái này vẫn rất là ổn. Và khi mà các bạn sinh con xong thì các bạn rất là nên xông cái vùng kín bằng lá trầu không nha. Tại vì có một cái điều rất là thầm kín, đó là nếu như mà các bạn sinh xong mà các bạn không có xông bằng lá trầu không á, thì sẽ có một cái cảm giác là có một cái mùi nó rất là khó chịu. Nếu như mà sau khi mà các bạn sinh con xong một khoảng thời gian, có thể 1 năm 2 năm sau rồi, thì người các bạn vẫn phát ra cái mùi đó. Cho nên là cái này là một sản phẩm rất là nên mua. Và nếu như những mẹ nào tập đầu giống như mình á, thì các bạn nên lưu lại những cái này. Tại vì hồi lúc mà mình mang bầu hoặc là những cái lúc mà mình tìm hiểu á, thì chẳng có ai nói với mình hết trơn á, và mình cảm thấy rất là mơ hồ. Tiếp theo đó là gừng nghệ hạ thổ. Cái này á thì thật ra là vừa giúp giữ ấm cho mình và vừa giúp mình dưỡng da luôn. Nhưng mà nếu như mà các bạn thấy nó không thuận tiện và thấy cảm giác là phải chét dơ quá á, thì có thể là các bạn chỉ cần tắm rượu gừng thôi. Còn gừng nghệ hạ thổ các bạn không cần phải bôi. Còn nếu như các bạn có nhiều người hỗ trợ chăm sóc con gì đó, hay là các bạn muốn chăm sóc da nhiều hơn sau khi sinh cho nó đẹp hơn á, thì các bạn có thể bôi thêm gừng nghệ hạ thổ. Nhưng mà lưu ý với mình một chút xíu, khi mà các bạn sử dụng cái này thì các bạn phải cần chống nắng thiệt là nhiều. Tại vì nếu như các bạn sử dụng cái này mà các bạn ra nắng đi ngời thì chắc chắn là nó sẽ bắt nắng rất là nhiều và nó sẽ làm cho da các bạn bị nám nha. Tại vì những cái loại chiết xuất như gừng, như nghệ hay gì đó thì nó sẽ rất là dễ bắt nắng. Một sản phẩm nữa đó là muối chùm bụng. Thì cái này mình nghĩ là các bạn vẫn rất là nên cần có. Có thể là các bạn sẽ không có siêng để sử dụng nó thường xuyên đâu, bản thân mình thì mình thấy như vậy, nhưng mà mình nghĩ là các bạn cũng cần nên có để đến khi là những lúc mà các bạn nằm nghỉ hay gì đó các bạn có thể chườm lên một chút xíu. Ngoài cái việc là nó giúp cho các bạn đỡ cái phần mỡ bụng ra, cho cái bụng nó nhỏ ra đó, thì nó còn giúp cho cái phần da bụng nó săn lại. Tại khi các bạn sinh con xong á, thì tự nhiên cái phần đó cảm giác là nó bèo nhèo lắm các bạn. Tự nhiên mới ngày hôm qua con trong bụng mình á, thì nhìn mình cũng còn được lắm, đến khi mình sinh con ra mình nhìn cái bụng cái mình hết hồn luôn, trong khi là mình tăng ký không có nhiều. Cho nên thành ra đó là các bạn nên có sẵn cái này ở nhà. Khi mà các bạn rảnh một cái để các bạn làm, các bạn để lên trên bụng, các bạn có thể rang cái phần muối đó trước ha, rồi các bạn có thể để lên trên bụng. Và những cái đó thì các bạn hoàn toàn có thể đặt ở trên mạng bây giờ, cho nên là đừng có lo lắng quá. Nếu như các bạn không có ai ở bên cạnh hoặc là các bạn không có thể thuê được spa tại nhà thì cũng đừng có lo lắng quá. Sản phẩm cuối cùng đó là phèn chua. Thì cái này tại sao mà các bạn cũng cần phải có, đó là hồi lúc mà mình chưa sinh con xong, lúc mà mình mới nhập viện thì mình thấy là cái vùng nách nó rất là bình thường, cho tới khi mình sinh con xong tự nhiên cái ngày hôm sau mình dở lên một cái là mình muốn té xỉu luôn. Tại vì nó bắt đầu nó thâm, nó đen, mà nó nói chung là nó rất là ghê. cho nên thành ra là các bạn phải có những cái loại phèn chua để cho giúp cho cái vùng nách á, nó sẽ vùng cánh của các bạn á, nó sẽ trắng, nó sẽ bình thường trở lại, nhưng mà nó sẽ không có bình thường nhanh đâu, nó từ từ nó mới khôi phục lại bình thường. Nhưng mà thời gian đầu á, thì đó là một cái thời gian rất là vàng, một cái thời điểm vàng để các bạn làm những cái này, cho nên các bạn nên chuẩn bị phèn chua nha. Những cái phần mà thuộc về cái chuyện ở cữ á, thì các bạn có thể xem lại cái video của mình, đó là review những cái dịch vụ chăm sóc mẹ và bé tại nhà sau sinh á, thì các bạn có thể xem video này, mình có chia sẻ cho các bạn rất là kỹ về từng những cái loại dịch vụ. Nếu như các bạn đang cân nhắc không biết có nên thuê những cái dịch vụ này hay không á, thì các bạn có thể xem video đó trước của mình, hoặc là các bạn đang không biết là có những cái việc gì mình cần phải làm để chăm sóc bản thân mình sau khi mình sinh xong á, thì các bạn có thể xem lại video đó thì các bạn có thể có thêm được nhiều cái kinh nghiệm hơn. Bản thân mình thì thực sự là hồi lúc mà mình mang thai và mình chuẩn bị sinh con á, mình rất là lo lắng về cái việc là giữa việc truyền thống và hiện đại. Tại vì mình thì nghĩ là hiện đại nó có cái hay, nhưng mà truyền thống thì nó cũng sẽ có cái hay. Mình thì cũng không có theo hiện đại hoàn toàn được, tại vì đôi lúc là mình nghĩ nếu như mình theo hiện đại hoàn toàn thì không biết á, là sau này người mình nó có một cái mùi gì đó giống như trong truyền thuyết hay không. Và mình đã từng gặp một số mẹ, thì một số mẹ cũng chia sẻ lại rất là nhiều kinh nghiệm cho mình, và mình thấy những cái sản phẩm mà mình đề xuất cho các bạn, cũng như là những cái mà mình nghĩ các bạn cần phải mua trong giai đoạn ở cữ á, thì các bạn nên cố gắng mua những cái đó. Tại vì những cái đó thì thật ra là nói thì nó nhiều vậy thôi, nhưng mà làm thì nó cũng không có tốn bao nhiêu thời gian đâu các bạn. Ví dụ như xong vùng kín đi thì tầm 5-10 phút thôi là cũng đã xong rồi, mà các bạn chỉ cần mua những cái loại bộ dụng cụ đó về nhà là các bạn cũng có thể sử dụng được. Rồi ví dụ như những cái loại phèn chua thì các bạn có thể sử dụng khi mà con các bạn vừa đi ngủ chẳng hạn, các bạn bôi lên một chút xíu, đắp lên một chút xíu. Rồi những cái loại muối chùm bụng cũng vậy, lúc mà các bạn nằm ngủ với con, nằm nghỉ với con chẳng hạn, thì các bạn có thể rang cái đó trước ở ngoài, hoặc là nhờ chồng rang gì đó rồi các bạn đắp lên bụng lúc mà các bạn nằm nghỉ ngơi á. Còn những cái loại như rượu gừng tắm thì những khi nào các bạn vô vệ sinh cá nhân các bạn có thể sử dụng cái đó, các bạn tắm pha với nước ấm luôn. Thì nói chung là nó cũng không có quá nhiều thứ, nhưng mà chỉ có vấn đề là tại vì chúng ta không có nhiều kiến thức và cũng chưa có ai nói về những cái vấn đề đó, cho nên là đôi khi chúng ta sẽ thấy nó rất là phức tạp, đặc biệt với những người lần đầu làm mẹ như mình. Mình rất là hy vọng là những cái chia sẻ trong video ngày hôm nay của mình sẽ giúp cho những bạn nào đang lần đầu làm mẹ sẽ cảm thấy đỡ lo lắng hơn. Ngoài cái việc giúp cho các bạn có thể mua được những cái sản phẩm phù hợp cho bạn á, thì sẽ giúp cho các bạn có thể có thêm được nhiều sự tự tin để cho các bạn chuẩn bị đón được một em bé của mình. Cảm ơn mọi người và các bạn dành chút thời gian xem hết video hôm nay của mình. Nếu như bạn có thêm bất kỳ những cái thắc mắc hay những cái góp ý nào thì bạn có thể để lại bình luận bên dưới cho mình biết nha. Đừng quên nhấn nút like, share và subscribe kênh YouTube để đón xem những video tiếp theo của mình. Chào bạn và hẹn gặp lại bạn trong những video sau. Bye bye mọi người.